Hi, xin chào các bạn. Trên tay mình đang là một cái USB đèn led vũ trụ mini đầy màu sắc cho điện thoại USB. Cái này có cổng gì đây? Để mình mở lên mới được. Có cổng micro USB cho Samsung. Vậy là chỉ cho Samsung thôi các bạn. Còn điện thoại nào khác có cổng micro USB thì chắc xài không được. Nhưng đôi khi mình có gặp những cái tiêu đề nó rất là nghi ngô. Thôi bây giờ mình vào chi tiết nha. Đây là cái sản phẩm có giá bán là 32.000, thêm cái tiền ship khoảng 20.900 nữa thì khoảng 53.200 các bạn. Đây, số tiền thu hộ là 53.200. Rồi, cái chi tiết sản phẩm thì sao? Đây là một cái sản phẩm giúp cho bạn có thể, đây mình coi hình đi. Đó, tạo được những cái hiệu ứng màu sắc trên tường giống như cái vũ trường vậy đó. Đó thì nó chỉ đơn giản thôi, nhỏ gọn thôi. Đó, cái link mua hàng thì mình sẽ để bên dưới video này, các bạn có thể nhấn vào tham khảo giá bán và tính năng nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp. Đây, cọc luôn đi, chỉ đơn giản nhỏ gọn thôi các bạn, nhỏ nhưng mà không biết có vỏ hay không, mình phải test thử mới biết. Đây là mình gỡ ra luôn. Đây, ngay từ cái hộp thì mình thấy giới thiệu sơ lược các tính năng của nó này. Nó Less Small Magic Ball, đây là hướng dẫn sử dụng nè. Insert the product USB hole, play music follow. Mình hiểu là có thể là gắn nó vào cổng USB, nó sẽ tự động nó phát nhạc, cái phát màu sắc theo cái nhạc. USB interface là giao diện USB nè. Ứng dụng có thể trên tất cả các kiểu của USB, các kiểu USB và một cái gì đó. Thôi cái đó mình tính sau đi. Cái này là 4W sau control rồi đó. Rồi, nó là những cái thông tin mô tả thôi. Bây giờ mình sẽ mở nó ra xem nó có cái gì. Đây các bạn, cái hộp. Rồi, đây là cái thiết bị của mình đây nè. Đây là cái cổng USB. Đây là micro USB. Đây là một cái đầu chuyển thôi. Đó, chuyển micro USB. Rồi cái này nguồn là mình nghĩ chắc nó sẽ sử dụng trực tiếp từ nguồn thôi, mình sẵn có cái điện thoại nè. Bây giờ nó nói chỉ có Samsung micro USB thôi, giờ mình chơi Huawei micro USB xem sao nha. Đó, chơi Huawei cái nó sao, nó cũng phát nhạc gì. Vậy nó lừa tình mình hả? Đây là micro USB gắn trên điện thoại Huawei Nova 3i nha các bạn, không phải Samsung nha. Bây giờ mình thử mình mở một cái bài nhạc kìa. Tất nhiên phải kiếm cái bài nhạc nào không có bản quyền. Đây đại cái này kìa. Một cái bài nhạc không có bản quyền. Phê lắm nè. Nó sẽ nhấp nháy theo nhạc đó các bạn. Lung linh huyền ảo luôn. Đó. Cái này mà mình có một cái phòng thôi là mình tập hợp bạn bè lại, mình tắt đèn á. Mình lại có bật thi nhảy nhót cũng nguyên mà, hoặc là làm một cái sân khấu mini đó. Này thì mình sẽ có một cái sân khấu lung linh ánh đèn luôn các bạn. Đó, nó nhấp nháy theo nhạc. Mm-hmm.
lắc lư quay cuồng theo tiếng nhạc đúng không ạ? Rồi, video clip của mình xin được kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm. Khi mình tắt nhạc đó các bạn, tắt nhạc thì nó sẽ không có nhấp nháy như hồi nãy nữa. Rồi, video clip mình xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo.